Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình cũng đi đến nhà của chỗ anh Tèo ở Hậu Giang để làm clip về mai thành phẩm cho quý vị và các bạn cùng giao lưu nha. Rồi, chào anh Tèo ơi. Rồi, tổng chào bà con nha. Cảm rồi. Ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ mình. Hôm nay mình làm cái clip tiếp, xin bà con ủng hộ nha. Rồi, hôm nay bao nhiêu cây đây? Hôm nay em xin giới thiệu 16 cây mai thành phẩm. Rồi. Rồi xin bà con tham khảo nha. Rồi, cây số 1. Cây số 1 em xin đo thông số đó của em đó. Cây sậy này 2 thước nha bà con. 2,5 m đây. 2,5 m. Cao 2,5 m. Rồi. Ngang 2 m bà con ơi, hết cây sậy. Rồi. Cái này là mai vườn mình nha. Đấy, rất là đẹp. Đù da me luôn. Đó, chừng để đó, quay cho chơi cho bà con coi nha. Rồi. Đây, đo nha, em xin đồ hoành đó, của em đó. 30. Rồi, hoành 30. Rồi, giá luôn anh ơi. Cây này mai vườn mình nha bà con, 4 triệu. Cây số 1. 4 triệu. Rồi xây vòng tàn đi. Rồi, qua cây số 2. Cây số 2 là cái này. Có anh nào cầm viết cây số đi cho lẹ. Cây này cũng là mai vườn mình nha, mà đế đẹp nha. Rồi vô xây tàn đi. Cao chắc mấy 8 quá. 8. Muốn thành hoa liễu rồi, không rồi. Có rau quá. Rồi. Rồi ngang tàn nhiêu? Để quay cái điều đế này luôn cho bà con coi luôn. Không, không thấy, không thấy. Coi tàn chứ. Sao? Nhìn bên kia tới trên lập. Rồi, rồi. Mét gửi đi. Gửi đi, rồi. Rồi quanh. Cây số 2 phải không? Cây này xù ghê me bà con, đế này rất đẹp nha, nó không cao lên nha. Ghi qua ngồi, anh ngồi bển á, ngồi bên kia ghi á, chàng cho nghe màn hình quay ghi. Cây số 2. Đó là thông số của ngày cổ ghế. 26. 26. Cao là cây cổ... nào có thẹo dít gì nói nha. 20 tới đây nè. Rồi liền lạc hết phải không? Rồi có mặt cắt đây nè. Đây có mặt cắt đây à, không sao. Hồi đó nó ra cái nhánh này cắt, bây giờ nó kéo thịt rồi. Rồi. Rồi cây này 3,5 triệu thôi. Cây mai vườn, đế đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp. Rồi xây vòng đế à. Đây, xây vòng đế cho bà con coi. Từ nhẹ nhẹ thôi. Rau đâu cái này. Rồi, cái này rau rồi, rau má luôn nha. Rồi. Đẹp lắm nha bà con. Rồi, tiếp tục. Cây số 2 đi. Cây số 2 rồi. Cây số 3. Cây số 3 đây, cây này luôn. Cây này cũng mai vườn. Chiều cao 1,5 m thôi. Rồi 1,5 m. Ngang. Ngang. Rồi 1,7 m thôi. Rồi xây. Cây này thì nó hơi lép cho bà con. Đọt nó hơi lép và đế nó rất đẹp. Bán giá mềm luôn. Mềm không? Rồi. Rồi đế đẹp. Đế rất là đẹp nha bà con. À đây này ngay cổ nhỏ nhất nha. 24 là 25. 25. Rồi. Rồi xây vòng đế nữa là báo giá luôn tài ơi. Không có thẹo nhất gì ha. Không, cây này không có rễ lồm xuống đẹp chứ lắm luôn. Liên lạc. Ừ, đế quá trời. Rồi. Đế luôn. Chúng mà đo chỗ này là bận gốc dừa. 90 đó. Rồi. Cây này 2,8 triệu thôi. 2,8 triệu. Đế đẹp. Tại vì cái tàn nó hơi lép và bán rẻ cho bà con. Rồi. Bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi tiếp tục. Rồi tới cây mai vườn này đi. Cây mai vườn này nè. Liều cao của em nó. 1,4 m thôi. Rồi. Ngang. Rồi.
ra là máy vườn mình nha bà con, mà đế đẹp lắm nha. Rồi, đế đâu? Đây, một cục đế rồi. Quá trời cục đế luôn. Rồi, xây vòng đế nó đi. Xí 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 là nha bà con. Cái này chắc cỡ 24 cái gì? Đo hảo nha. À, xí nè. Có gì nữa anh đo sẵn đi Tèo. Ừ. Ghi lên đây luôn nè, báo. Không, 22 à. Ừ. Cái cục đế này đẹp dữ lắm nha bà con. Ví dụ như anh đo sẵn đi, không cần gì. Đó, đế đó. Không cắt cái rễ nào hết trơn á. Rồi, giá luôn. Cây này bao ship tới thành phố 1.8 triệu thôi. 1.8 triệu. Tới vườn còn có 1.2 triệu hả? À. Ừ. Bán rẻ luôn cho bà con luôn. Rồi, cây thằng Thông này đi anh Tức ơi. Rồi. Thằng Thông này. Thằng Thông này hơi nghiêng à. Để gì quay được không? Được, quay đi. 1.8 triệu hả? 1.8 triệu thôi. Rồi. Rồi, đo cái tàn đi. Mét 7. Rồi. Đây. Mét rưỡi. Rồi. Cao mét 7 nghe, mét rưỡi bà con ơi. Tàn thông nha. Tàn thông. Quỳnh 21. 21. Rồi. Cũng đẹp đó nha bà con, có cái thẹo đây mà lạnh rồi nè. Quay cho bà con coi cây này nha. Cây này số mấy anh Lập? Số 5. Phải đọc số nha ông nội. Số 5. Cây mấy cây kia có đọc số chưa? Có luôn. Có thẹo mà nó kéo da lạnh cho nha bà con. Rồi. Rồi, cây này nhiêu? 3.5 triệu. 3.5 triệu. Đây rồi, cây thằng Thông này, thằng Thông này hơi nhỏ nè. Rồi xây đi. Gốc bự lắm nha bà con. Cây số 6. Số 6 luôn. Rồi, đo chiều cao luôn. Ở ngoài, ừ, cầm vô. Đông đông mà. Rồi, 1.7. Mét 7. Ngang. Đọc số điện thoại luôn Tèo ơi. Số điện thoại của em là 076-8621-849. Rồi. Em tên Tèo. Rồi, mét 2. Mét 2, rồi, quanh. Quanh này bự lắm nha bà con. Ồ, quanh 23 thôi. Quanh 23. 23 thôi. Rồi. Rồi, cái này báo giá bà con 2.7 triệu, bao ship tới thành phố luôn. Rồi, không có thẹo dính gì ha. Không, tàn thông tròn quay luôn, quay tàn cho bà con coi tham khảo nè. Cây số mấy anh Lập? Cây số 6. Số 6. Đó, cây này là... Rồi. Nhắc lại giá luôn. 2.7 triệu, bao ship tới thành phố luôn. Rồi. Tiếp tục. Rồi vô cây này đi. Mới vườn đi. Đó bà con muốn kia đế cũ rồi là có là mà giá mềm luôn. Rồi, cây này nói giá luôn đi. Cây này bao ship tới thành phố bà con, cho bà con là có 1.4 triệu thôi. Rồi, 1.4 triệu. Cái vườn có mấy trăm ngàn hả? Rồi, thọ cây vô. Rồi, thức gửi. Thức cây số 7. Thức 4. Thước 3 thôi, thước 3 thôi. À. Ừ. Rồi ngang. Kém cầm cái thước được rồi, khỏi thọt. Trời ơi, nhớ xíu mà thọt gì. Rồi. Đơn giản. Mét 2 đây. Rồi, trên chừng nào trên 1.5 mét hả thọt. Cây này tới thành phố rẻ báo là như vậy? Chưa báo chưa. 1.4 triệu nha bà con. Báo ship tới thành phố luôn. Tới vườn có mấy trăm ngàn thôi, 900 ngàn thôi. Rồi, tới vườn. Đẹp nha. Tới vườn 900. Nhiêu? Quạnh nhiêu? 18. Không phải, nói như tiền á. 1.4 triệu bao ship. Rồi. Còn cây nào hai cây bên đây có không? Có luôn. Rồi báo giá luôn đi. Go quay quay báo giá chứ đi. Nhỏ. Đây này số mấy anh Lập không rồi thấy không? Rồi, không ghi kéo bên này ra coi. Đi đi. Tôi đứng nhìn không chạy. Rồi. Rồi quay. Cây số 8. Rồi cầm cái thước giang ra, giang ngang, giang cao là đủ rồi, khỏi cái chạy. Rồi, cao. Đó. Hết thước. Rồi. Cũ. Cũ đẹp lắm nha. Quanh. Quanh. 20. Rồi, sen lắc vòng. Rồi, giá luôn. Rồi, 1.4 triệu luôn. 1.4 triệu luôn. Bao ship tới phố luôn.
Rồi cái cây nhỏ nhỏ này nói giá trước thì anh em nào ưng ý móc thoại điện liền, khỏi mất công mất thời gian. Rồi cây bên đây, cây này 1,2 triệu, 1,2 triệu kéo cây đó chứ mà bển lên lập cây số mấy vậy không đọc được. 8 bao xít thành phố 1,2 triệu. Rồi kéo cái tàn kéo hoành luôn. Rồi rồi ngồi đó kéo hoành đi, cây số 9 để đẹp lắm nha bà con. Rồi 20 cũ là nổi lên gì nè. Rồi 9 tắc, ngang 9 tắc rớt rồi mẹ. 9 tắc thôi. Rồi giá, giá 1,2 triệu tôi mới nói rồi mà hái gì rồi mét 3. Rồi đèn số 9 á. Ông ghi chỗ này rồi, gọi vô cái bự đi. Ghi đi, ghi đi, anh vừa nói là anh ghi liền à. Rồi tiếp tục cái bự. Đó cái bự đó. Rồi là đẹp lắm nha bà con. Rồi vô xây đi, hai người vô xây đi. Thì không nổi rồi, cái này chậu rước lên tới ơi. Không thở à? Ừ. Nổi giờ đi cũng không có được. Rồi. Rồi rồi chiều cao trước đi. Tới mặt chậu. 1 m 3 m 4. Rồi. Chiều ngang. Rồi. Rồi. Đây. Đây. Rồi rồi. 2,5 m đi. Rồi 2,5 m. Cái này đế đẹp lắm nha bà con. Rồi thân liền lạc phải không? Không có cái mặt cắt nhỏ bên đây nè, để quay rồi báo mặt cắt bên đây. Rồi dưới rễ là không có cắt rễ nào hết á. Đầu hoành trước em đứng. Rồi này có mặt cắt đây nè. Nó xíu à. Đâu rồi. Nằm phía sau này rồi. Nhánh chứ không gì. Này chi là chi dữ lắm, chi lực chứ lắm nha bà con. Coi. Đây em xin đo cái bờ hoành của em đó nè. 35. Rồi hoành 35. Cũ này dữ lắm nha bà con, coi coi cũ nè. Cái này là có một cây tử cặp bên đó nha bà con. Cũ nổi là đẹp lắm à. Đó, hoành 58, hoành cũ nè đặt là 58. Đang chậu mét ha. Giờ đang nằm trong cái chậu mét. Nặng. Nặng dữ lắm nha. Cái này vô nó bây giờ nó chuyển mình nó vô nụ quá trời luôn rồi. Đâu nụ đâu. Nè vậy chân nền tính. Thấy không? Đây dưới chân nữa. Rồi. Rồi đây đây có mặt cắt bên đây nè. Rồi rồi. Đây có mặt cắt nhỏ đây nè. Chưa để coi cái đáng cái. À, cái go, cây này cây tử nha bà con. Rồi cắt này vào. Mà cắt bên đây nè. Rồi cây này đúng không? Cây này, rồi, cây này bao giá? Số 10 bao cây giá? Này số 10 bán cho bà con rẻ thôi, giao lưu bà con 17 triệu. 17 triệu bao ship trên phố luôn. Rồi mai này là mai gì? Mai vườn mịt mà bóng đẹp lắm nha bà con. Rồi có cây nào giảo thì báo nha. Ờ rồi giảo báo, nãy giờ có trước có một cây giảo ha, hai cây giảo à. Rồi đa số mai vườn. Cây nào mai vườn thì báo mai vườn. 17 triệu cây số 10. Cây này có thương lượng gì nữa không? Có thương lượng chút đỉnh, nếu bà con lại trực tiếp vườn đi rồi trở về đi. Rồi muốn cái lớn tặng cái nhỏ. Cây rồi. Chịu mấy đó. Cây số 10. Tặng luôn. Rồi tặng cái giỏ luôn. Kéo rồi, này rồi, kéo rồi, xích ra rồi, tôi kéo cái này chưa. Rồi, rồi, vừa thôi, hết chỗ rồi. Rồi, quay đi, quay đi. Cái này thằng thông nha bà con. Đây, số 11. Rồi, giờ nãy giờ giới thiệu mai vườn cũng nhiều, bây giờ tới thằng thông lại nha. Rồi, cây này là cái gì? Cây giảo thằng thông. Giảo Thu Đức hả? Ừ, học giảo Thu Đức đó. Rồi, cao nhiêu? 2 m. Cao 2 m. Ngang. Tới chưa, Nhi? Rồi. Ngang 1,5 m. Cái 7. Rồi 1,5 m đi. Rồi. Cái 6,5 m nè. Rồi. Rồi nói cái giá luôn đi anh ơi. Đây này 3,5 triệu. 3,5 triệu. Cây số 11. Cây số 11. 23 hoành. 22 thôi. Cái này 23, 24 gì 23 nè. Rồi 22 đi. 23 hơn 23 nó tính ra 22 rồi, thôi. 23 đi. Rồi. Số 11. 3,5 m, đế đẹp lắm nha bà con. Nó vậy chứ đế đẹp mà. Rồi tới cây nào? Tới cây này đi. Kéo cây này vô. Kéo cây này qua đây nè. Kéo cây đó ra.
Còn mấy cái kia là bà con gửi rồi. Bà con mua cũng gửi nhiều lắm nha. Cây này mấy vườn nha bà con, tới đẹp nè. Pháp chỗ đứng nè. Thấy không Tưng? Rồi được rồi nha. Rồi tương đối nè. Rồi báo giá luôn anh Tèo ơi. Cây này 350 nè bà con ơi. Cây số mấy? 12. Cây này 12 nha, cái đấy đẹp, thiệt 12. Đẹp luôn. 12, rồi. Đó hoành nè. Đó hoành luôn. Cũ này dữ lắm à, 21. Để sẵn xuống rồi nó cuốn qua đây luôn nha bà con. Rễ này đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Rồi. Cây này 350 nè bà con ơi. 350. Có 350 chắc tôi mua cây này luôn. Ừ. Nè, có cây tử mà bị cắt rồi, bây giờ lên nữa nè. Rồi. Rồi. Có bậc cắt đó, hình như bậc cắt này. Tàn được nhiêu đó, sơ sơ đi. Đó, chừng cao vậy. 2m. Ừ, 2m. Rồi, 2m nữa chưa biết. Ngang. Tương đối gì đi. Cây này số mấy vậy anh Lập? Số 12. Rồi, 3,5 triệu. Giảo hả? Cây này mấy vườn. Mấy vườn, rồi, cây giảo bên đây. Rồi, tiếp tục. Cây này mấy ngang mấy tóm. Rồi, kéo vô. Tiếp tục, hết trống chỗ quá rồi. Cái lục nhỏ đi. Cái giảo rồi mà nó hơi nhỏ hơn. Rồi, né anh ơi, né. Rồi, quay. Né. Quay phải không? Rồi, né chỗ khác đi, chỗ đó dưới. Cái này. Đó, rồi, báo giá luôn anh Tèo ơi, báo số, báo giá luôn. Cây này 28 bà con ơi, báo ship tới phố luôn. Số mấy? Cây này 13. Số 13. 13. 13, rồi ghi vô. Rồi, cao 1,5 m. Cao 1,5 m, ngang. Ngang 1,4 m. Rồi, 1,4 m đi. Rồi, phải không? Rồi, 1,4 m rồi. Giá nhiều. Rồi, giá... 1,3 m anh ơi. À, mít 3. Giá 2,8 bao ship. 2,8 bao ship. 200 km. Rồi 200 km. Xe nhẹ ở cái đế bình thường thôi. Rồi không có gì hết. Rồi tới cái bay đi. Rồi kéo vô. Đây. Cây này mai vườn nè. Rồi cái này nó dán hơi xiên á, kéo xích lời lắng lại lập. Rồi quay. Đó, cây này để đẹp, cắt đẹp luôn. Xích lời lắng chút nữa anh lập. Quay. Rồi. À, củ đế nó gì này nha bà con. Rất đẹp. Rồi. Đây, em xin đô và bài hoành của em đó. Rồi bài hoành đi. 20. Rồi hoành 20. Cái củ bự nè. 34. Rồi xây dòng đế này. Rồi, quá cây số mấy? Số 14. Cây này số 14 nha bà con. Cây số 14. Rồi giá nhiêu? Cây này 3 triệu, bao ship luôn. Cây này để đẹp lắm nha bà con. Rồi. Mấy vườn không? Cái tàn nó coi lập. 3 triệu hả? Ừ, 3 triệu. Rồi. Rồi, 1,4 m rồi bà con ơi. Rồi, cắm cái thước kéo ngang gian tay ngang. Rồi, hết cái thước đi. Mấy hơn nhiều lắm rồi, hết đi. Hết cái thước, rồi. Để xích vô. Vô. Rồi cây số mấy rồi? Cây số 14. Rồi cây số 15. Rồi cái này đi. Để đây luôn không? Rồi để xây luôn. Quay. Quay. Đem cái sậy vô. Thấy không Tấn? Thấy quay đi. Rồi. Rồi cây này đo chiều cao. Hai mét hai. Ngang. Gắt nãy giờ. Con quầy thấy không? Rồi sao ở sau hè sao thấy được? Thấy gắt bự luôn hả? Không sao đâu, có gì đâu. Trời ơi trời. Ở sau hè mà. Mới là tôi. Rồi. Ủa bên sao chứ? Rồi anh em thấy thương cho cái quần mới. Rồi, thấy kỹ lắm. Chứ ông vàng chứ mặt hoài. Xó khúc đó được không chả? Đúng xó được đâu có quay liên tục mà đâu có xó được. 24. 24. Rồi báo giá anh Tài ơi. 3,5 triệu. Cây số 15. 3,5 triệu. Cây số 15. Rồi còn cây nào không? Còn cây này nữa hả? Còn một cây. Cây nữa đi. Vô. Cây cuối cùng. Nhớ 350 hả?
30 rưỡi. Rồi đại thống nha bà con, không lùng nha. Quay chút nữa. Rồi đưa cái sậy vô. Rồi cao nhiêu? Báo cao đi. Mẹ chén. Mình đứng cái đầu mày. Mẹ xe ấy bậy. Nó bậy đi. Rồi. Đưa nghe coi. Nghe. 2 mét. Mét chín luôn. Rồi mét chín luôn. Rồi 16. 3 triệu rưỡi luôn bà con ơi. 3 triệu rưỡi luôn. Bánh này bự lắm nha. Quay cho bà con coi khách cái quần luôn. Thế à? Rồi dính có chút xíu à. Mà ở sau hè. 25 nha, quần này bự nha bà con. Tại ông chàng ngang rồi. Rồi. Đó gì đó. Rồi chào bà con đi rồi. Rồi anh em ủng hộ mua cái quần mới. Rồi tổng chào bà con nha, mong bà con ủng hộ mình tiếp nha. Rồi. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc sau. Đây đấy, giá luôn.